chào ông bà, cô bác, anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cùng mình với gia đình mình đi ăn sushi ha, vào buổi chiều tối nè. Nên cái bầu trời nó không có được trong xanh lắm ha. Tại giấc này cũng khoảng là tầm gần 6-7 giờ tối rồi. Gần 7 giờ tối rồi mọi người. Và hiện tại là đang đi ngang một cái dốc cầu ha. Cái này là đi qua cái khu gọi là Motion Lake. Cái khu này nhà cũng rất là đẹp, nhưng mà đặc biệt có một cái là khu này rất là nhiều muỗi luôn, tại vì nó có một cái hồ rất là lớn á, muỗi lắm mọi người. Tại vì chị họ mình có cái căn nhà trong đây nè. Bù lại thì khu này cảnh rất là đẹp mà nhà cũng rất là đẹp nữa. Bây giờ cũng sắp đến chỗ đó nên rồi mọi người. Ở khu này thì nó gần cái bên cái trường học lớn ở đây luôn ha. Ở đây có một trường đại học rất là lớn. Nó là có đây là đa phần là những cái khu này là chung cư hoặc là những cái dãy shop. Và mình vẹo vô đây là đã tới cái nhà hàng Nhật rồi. Nhà hàng Nhật này thì nó không có phải là có chủ nhà hàng lớn giống như là Sushi Train. Nó là nhà hàng tư nhân thôi. Thì cũng có nhiều món cũng khá là ngon đó. Nhưng mà nó không có nhiều và cũng như không có đa dạng bằng của Sushi Train ha. Mọi người thấy lạ không? Cái này bên đây là 7 giờ tối rồi nhưng mà mặt trời vẫn còn ha. Nhiều khi mùa hè hả, tới 9 giờ tối mà trời vẫn còn luôn á mọi người. Đây là chỗ bãi đậu xe nè. Bây giờ mình đang đi bộ vào trong cái nhà hàng ha. Giờ mình đi đến cái chỗ ngồi của tụi mình. Đây cái nhà bếp. Cái camera nó quơ trúng thôi chứ mình không có cố tình quay trộm đâu. Và đây là những cái chén mà để mình để nước chấm á, thì giống như là có nước tương nè, nước tương rồi wasabi nè, với lại gừng mà nó ngâm chua chua ngọt ngọt á cũng rất là ngon đó. Nó cũng làm mấy cái cho nó chạy chạy giống như là sushi train vậy đó. Khi mà mình đi ăn sushi á, mình đặc biệt rất là thích những cái bọc gừng như vậy. Thì nó cứ chạy như thế này nè, rồi mình cứ thích cái gì mình cứ lấy mình ăn thôi. Thì ở đây thì mỗi cái dĩa hình như là cái giá nó khác nhau á. Cái dĩa mọi người thấy cái màu nó khác nhau không? Màu đỏ nè, màu vàng nè, màu xanh nè, có nhiều màu lắm á. Đặc biệt là cả nhà mình á, ai cũng thích ăn sushi hết trơn á. Thì mình thì vẫn có thể ăn được giống như là cá sống, nhưng mà mấy em bé thì mình không có cho mấy em bé ăn cá sống ha. Mình lựa mấy cá món chính á, giống như gà này hay cá này mà nó làm.
đã chín chín rồi đó thì mình mới cho mấy bé ăn ha. Hiện tại là mình đang rất là đói bụng luôn mọi người. Đang chờ những cái món mà mình thích mà nãy giờ chưa có thấy. Đó là gừng với lại wasabi. Đó, cái dòng, mấy cái dòng đèn này. Nói chung là cái shop này nó trang trí rất là đơn giản, nhưng mà rất là nổi, rất là dễ thương. Nó không có xe xua, thanh nhã. Thì nếu mà mình lại đây á, mà mình thấy trên cái dàn băng này á, không có những cái món mình thích á, thì mình có thể order là có thể kêu, có thể gọi món mà mình thích, thì người ta sẽ làm riêng cho mình. Đó, đây là một số món nè. Nó ở mỗi trên một cái bàn ăn như vậy, nó sẽ có một cái iPad để cho mình, có nghĩa một cái máy tính bảng đó để cho mình chọn món ở trên đây á, rồi người ta sẽ bưng đến cho mình ha, nếu mà những cái món mà không có ở trên cái đường truyền đó. Thì ở chỗ này thì không có quá nhiều món mình thích bằng cái chỗ kia. Chỗ kia nhiều lắm. Để mai mốt bữa nào mà mình đi lại chỗ kia mình quay lại cho mọi người coi nha. Đây là tráng miệng nè. Nó có bánh giống như bánh ramen nè. Rồi có ice cream gì đó. Mình cũng không biết cái này, mình chưa ăn mấy tráng miệng này. Mình thì mình thích những cái món sushi với lại mấy cái món nóng hơn là vô đây ăn mấy cái món tráng miệng. Đồ tráng miệng trong đây thường thường nó không có ngon. Có rất là nhiều kiểu, nhiều loại luôn á mọi người. Có cá nè, có gà nè, có tôm nè, có con giống như con lươn á, lươn Việt Nam, lươn mà Việt Nam. Không phải giống lương Việt Nam, lương của Úc á. Rồi có con... cái gì ta? Quên mất tiêu tiếng Việt rồi. Đó, này con lương của Úc nè. Đáng lẽ là tụi mình ăn rất là nhiều. Đáng lẽ là mình nên quay từng món cho mọi người. Nhưng mà tại vì nãy đói quá, quên quay luôn. Các ông bà cô bác và các chị thông cảm nha. Đó, ở này là bi sương. Đây cũng là một trong những cái nhà hàng của người Nhật á. Thì hiện tại mình quay trở ngược lại xe ha. Thì giấc này mọi người thấy không? Giấc này đã mặt trời nó đã xuống, gần như là nó đã phút bóng rồi. Tối dần rồi. Khu này thì giá của nhà cửa thì nó cao hơn giá của khu mình tí xíu. Tại đa phần nhà ở đây là toàn là khu mới không à. Mà đất thì nó ngược lại nha, nó không có rộng như đất của mình. Mình thì thích ở đất rộng hơn để trồng cây cối mình thích hơn. Cái này tối thui rồi nè. Thật ra khi mà ở ngoài á, mình không biết làm sao mà nó không có tối như vậy đâu. Không biết mà khi mà lên quay nó lại tối như vậy, nó không hiểu sao nữa. Nó thường thường nó sẽ sáng như vậy nè mọi người. Chắc bên đây có lẽ là nhiều đèn hơn ha.
Đây là trên con đường về nhà mình nè. Nói chung là sống ở đâu quen đó à. Người thân trong gia đình mình thì muốn tụi mình kiếm một cái căn nhà ở gần thôi. Nhưng mà mình quen rồi, mình quen với hàng xóm, quen với nói chung là khu của mình thì nó hơi xa xíu xíu, nhưng mà nó rất là tiện luôn. Cách bệnh viện cũng có 5 phút chạy xe này ha, cách bác sĩ cũng 5 phút, cách shop cũng có 5-7 phút lái xe thôi, rất rất là tiện. Còn trường học tụi nhỏ thì lái xe tầm 4 phút là tới rồi. Vậy thì mình cũng không, tạm thời mình cũng không có ý định để chuyển đi á. Nhưng mà sau này chắc có lẽ phải chuyển rồi, tại vì nhà hiện tại tụi mình ở chỉ có 3 phòng thôi. Lớn nha, kể chừng thời gian sau chắc cũng phải kiếm cái nhà nào đó 4 5 phòng trở lên mới được. Đường bên đây nó thoáng ha, nó không có tấp nập như là đường của thành phố Việt Nam mình ha. Hồi 2 năm trước em nhờ em nhìn thấy choáng váng mặt mày luôn. Cái kiểu mà vô cái con rộ lớn chắc em cũng không dám đi qua đường quá. Thấy xe nó chỉ tùm lum hướng luôn, cũng không biết như thế nào. Đó, Adelaide mà về đêm thì nó vắng vẻ như vậy đó mọi người. Nó chỉ có sôi động ở trung tâm thành phố thôi. Giờ này ở ngoài trung tâm thành phố chắc cũng náo nhiệt lắm, tại vì nhất là cái khu phố mà gọi là hồi bữa mình đi đó, như là Chinatown á, khu ăn uống đó thì sẽ đông đúc hơn. Còn nếu mà giới trẻ thì cuối tuần thì có lẽ là sẽ đi night club với giống như bar này kia nọ, thì cũng nó cũng đa phần nó cũng nằm ở ngoài city á. Và em xin rất là cảm ơn ông bà, cô chú bác, các anh chị và các bạn nha, đã ủng hộ video của em nè. Nếu mọi người thích ra thì xin cho em một like hoặc là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn và ông bà, cô chú bác, các anh chị rất là nhiều nè. Và xin chúc cho ông bà, cô chú bác, các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ nè, nhiều sức khỏe nè và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau ha. Bye bye mọi người nha.